Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà số 105, ngay khi bước vào nhà của ngôi sao nhạc trữ tình Mai Thiên Vân, danh hài Thúy Nga như lạc vào mê cung quần áo với hơn 1.000 bộ trang phục, căn biệt thự lộng lẫy đầy tiện nghi hiện đại, còn có một góc khuôn viên với thiết kế đơn giản nhưng đầy sang trọng. Ít ai biết rằng, trước khi có được cơ ngơi siêu khủng ấy, Mai Thiên Vân từng là một cô gái nhút nhát, có tuổi thơ nghèo khổ, thiếu vắng tình thương, bắt đầu cuộc sống nơi xứ người chỉ với vài trăm đô. Ca sĩ Mai Thiên Vân hé lộ gia thế siêu khủng nhà chồng ở Mỹ, thực hư chuyện phản bội Thúy Nga Paris by Night. Mai Thiên Vân là người con xứ Dừa Bến Tre, sở hữu phong cách trình diễn mộc mạc, giọng hát dân ca trữ tình da diết. Tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai. Khi còn hoạt động ở Việt Nam, Mai Thiên Vân lấy nghệ danh là Mai Hậu. Cuộc đời bước sang trang mới khi cô sang định cư ở Hoa Kỳ năm 2007 và được một người bạn giới thiệu vào trung tâm Thúy Nga, khá thuận lợi cho Mai Thiên Vân. Trước hết, Thiên Vân xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của Paris by Night có mặt trong ngày hôm nay, cũng như là tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi. Vì thời điểm đó, ở Thúy Nga Paris, Như Quỳnh đã chuyển sang trình diễn tại sân khấu Asia. Phi Nhung lúc ấy còn cộng tác với trung tâm Vân Sơn và chưa có dấu hiệu quay trở lại. Tâm Đoan thì chuẩn bị rời khỏi trung tâm từ sau chương trình Paris by Night 91, nên Mai Thiên Vân có nhiều đất diễn hơn trên sân khấu các chương trình ca nhạc của trung tâm Thúy Nga. Nghe sau như mùa mưa nặng, cùng em xót dần lều tranh chiếu manh hò hò. Việc cô xuất hiện với bạn diễn là nam ca sĩ Quang Lê rất được khán giả yêu thích. Vì vậy có tin đồn trong giới văn nghệ rằng họ đang yêu nhau, nhưng họ nói rằng chỉ là bạn. Trở về bằng chiến công này, tình em vẫn chẳng. Ngày mới đi hát, Mai Thiên Vân còn nhút nhát, chưa trau chuốt nhiều về ngoại hình và cách diễn. Sau này, được ca sĩ Quang Lê định hướng dần dần mà trở nên tiến bộ, hoàn thiện hình ảnh mỹ miều hơn trong mắt khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ, khi xuất hiện với khán giả năm 2007, với hình ảnh một cô bé nhà quê rụt rè, tôi đã rất sợ, không biết có được chấp nhận không. Nhưng khán giả đã giang tay đón chào tôi. Khoảng sau một năm thì tôi mới được khán giả biết đến nhiều, mới có người kêu show. Chia sẻ về hành trình ước mơ Mỹ, ca sĩ Mai Thiên Vân cảm thấy bản thân rất may mắn, dù còn nhiều khó khăn về tài chính. Cô cho hay, trong hành trang bước qua Mỹ, tôi không có gì hết, trong túi chỉ có mấy trăm đô. Qua Mỹ cũng là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài. Tôi cảm thấy rất may mắn, vì qua là khán giả đón nhận mình liền. Kết hôn với nhà chồng quyền lực. Sau một thời gian công tác tại trung tâm Thúy Nga, giữa năm 2016, Mai Thiên Vân bất ngờ kết hôn với Cao Xuân Kiệt, cũng là một nhân viên làm cho trung tâm Thúy Nga. Ít ai biết rằng, chàng nhân viên này có gia thế vô cùng đặc biệt, bố mẹ đều là những người tài to mặt lớn, cực kỳ quyền lực. Ngày mẹ chồng Mai Thiên Vân thâu tóm thị trường giải trí hải ngoại ở Mỹ, khi đó trung tâm Thúy Nga vẫn còn đang khởi nghiệp tại Paris. Bà chính là nghệ sĩ Thanh Lan, nhưng xin đừng nhầm lẫn với ca sĩ Thanh Lan hát nhạc Pháp, song ca với Nhật Trường. Mẹ chồng của Mai Thiên Vân lớn hơn là chủ trung tâm băng nhạc Thanh Lan nổi tiếng, nên người ta thường gọi bà là Thanh Lan lớn hoặc Thanh Lan hoa hậu. Bà Thanh Lan lớn tên thật là Dương Thị Tỉnh, sinh năm 1941. Trước khi đến với sân khấu ca nhạc Phòng Trà Sài Gòn, bà từng là vũ công trong ban vũ của đoàn cải lương Kim Trung. Năm 1958, lúc mới 17 tuổi, với vẻ đẹp sắc sảo và tiếng hát nhẹ nhàng, Thanh Lan đã được nhận danh hiệu hoa hậu nghệ sĩ. Năm 1962, tại Phong Trà Anh Vũ, nơi mà những nhân vật tài to mặt lớn thời đệ nhất Cộng Hòa thường lui tới tại đây, bà đã quen và nên duyên với ông Cao Xuân Vĩ, người từng giữ vai trò tổng giám đốc thanh niên thời đệ nhất Cộng Hòa. Cho đến thời điểm đảo chánh năm 1963, ngoài việc là phu nhân của một chính khách nổi tiếng, Thanh Lan còn là chị ruột của bà Nguyễn Bích Lan, người sáng lập trung tâm làng văn nổi tiếng. Ngoài ra, chính Thanh Lan cũng là người sáng lập ra trung tâm Thanh Lan vào những ngày tháng mà âm nhạc hải ngoại bắt đầu sôi động. Vào đầu thập niên 1980, thời điểm đó, trung tâm Thanh Lan là một trong những trung tâm băng nhạc lớn nhất ở hải ngoại, với hàng trăm CD các loại. Ít ai biết rằng, ca sĩ Kim Ngân, bóng hồng vạn người mê thời bấy giờ,
lại là vợ của Tiến Bắc, em trai của Thanh Lan. Khi đó, Kim Ngân cùng chồng cũng mở trung tâm ca nhạc Thúy Anh rất nổi tiếng và làm ăn phát đạt. Nói không ngoa, khi cả gia đình chị em Thanh Lan và Kim Ngân một tay thâu tóm hết thị trường nhạc hải ngoại, gia đình mẹ chồng của ca sĩ Mai Thiên Vân khi ấy kiếm được bộn tiền. Tuy nhiên, hiện tại thần trí Kim Ngân đã không còn tỉnh táo, thường lang thang quanh khu Little Sài Gòn. Sau khi qua đời năm 2015 tại Mỹ, nghệ sĩ Thanh Lan để lại toàn bộ khối tài sản đồ sộ cho con trai Cao Xuân Kiệt. Không như cô Kim Ngân của mình, câu nói hồng nhan bạc mệnh lại không đúng với Mai Thiên Vân trong hoàn cảnh này, mà phải là hồng nhan bạc triệu. Mai Thiên Vân may mắn được thừa hưởng khối gia tài kết xù từ nhà chồng. Tuy nhiên, thành công của cô không đến từ việc dựa hơi vào tài sản của chồng, mà đi lên từ chính thực lực của mình. Mai Thiên Vân có phản bội khi trung tâm Thúy Nga gặp khó khăn. Sau khi lấy được chồng giàu có, nhiều người rỉ tai nhau, giờ đây Mai Thiên Vân đi hát vì đam mê, chứ chú trọng vào kinh doanh là chủ yếu. Năm 2020, Mai Thiên Vân bất ngờ tạo trang YouTube riêng và không còn là ca sĩ của trung tâm Thúy Nga. Cũng từ năm đó, Mai Thiên Vân chỉ xuất hiện trong các sự kiện của đài SBTN. Sự một đi không trở lại này của Mai Thiên Vân đã để lại không ít ồn ào. Theo như nguồn tin từ một người hâm mộ tại trung tâm Thúy Nga, Mai Thiên Vân tự ý rời trung tâm Thúy Nga trong khi hợp đồng vẫn còn, khiến CEO Tô Ngọc Thủy hay còn gọi là Marito không vui. Mãi sau này, bà Marito mới có những trạng thái cá nhân đầy ẩn ý về lòng biết ơn đến kẻ bội bạc đã rời đi khi trung tâm Thúy Nga gặp khó khăn. Mặc dù không đề cập đến cái tên Mai Thiên Vân, nhưng mọi người ngầm suy đoán chính là đang nhắc đến nữ ca sĩ. Bởi sau khi Mai Thiên Vân rời trung tâm Thúy Nga, bà rất thân thiết với Jimmy Nhiệt Hà, một MC văn nghệ của đài SBTN. Mối quan hệ này đã gây ra nhiều tranh cãi với người hâm mộ vì Thúy Nga và SBTN vốn là đối thủ không đội trời chung. Bị khán giả châm chọc ném đá khá nhiều trên mạng xã hội, cuối cùng Mai Thiên Vân cũng chính thức lên tiếng. Cô bày tỏ, chuyện làm ca sĩ độc lập, mình có vào nói chuyện với chủ trung tâm và được sự đồng ý, có sự chứng kiến của người đại diện. Khi xảy ra giận hờn, rất nhiều người muốn loại tôi ra khỏi trung tâm với nhiều ý kiến riêng của họ, thì họ đã đổ dầu thêm lửa để gây thêm chia rẽ mạnh mẽ. Nên có nhiều chuyện không đúng mà cô tin họ nên tôi đành chịu tam sao thất bản để dọn một thành 10. Rồi cô Thủy nói như vậy, các bạn sao chép rồi truyền nhau để đả kích tôi, coi tôi như một kẻ tội đồ không thương tiếc. Còn chuyện của Bắc Lai là người khác làm cũng đổ lên đầu tôi hết. Nếu tôi là kẻ không có lương tâm và có làm sai với bác, thì bác đã không vui vẻ trìu mến nắm tay tôi khi tôi vào thăm bác trong bệnh viện. Đáng lẽ tôi không lên tiếng, nhưng lâu lâu các bạn lại lôi tôi vào diễn đàn của các bạn để các bạn xét xử tôi như một kẻ tội đồ. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm một cách quá đáng, nên từ khi tôi viết điều này, tôi mong muốn từ bây giờ các bạn đừng mang tôi ra phán xét nữa. Tôi không trách ai vì các bạn chưa hiểu hết câu chuyện của tôi. Tôi sống rất đơn giản, không bao giờ nghĩ mình cao hơn ai. Sự nổi tiếng đến với tôi một cách rất tự nhiên, tôi không đi tìm. Tôi từng sống ở một vùng quê nghèo, gia đình không mấy khá giả, nên khi có được danh tiếng tôi rất trân trọng và không bao giờ có tư tưởng coi thường người khác. Đối với tất cả các đối tượng khán giả và kể cả những ca sĩ chưa có danh tiếng khi đi hát chung, tôi không bao giờ có sự phân biệt với mọi người. Đôi khi tôi thấy mình lạc lõng trong giới nghệ sĩ vì cuộc sống của mình quá khác thường. Mọi người cho rằng nghệ sĩ phải theo sự hào nhoáng bên ngoài, rồi đại gia, rồi đủ thứ. Nhưng tôi lại chọn một con đường rất khác. Nhưng không sao, tôi là như vậy. Mình thấy con đường bình an, được sự tôn trọng của mọi người là được. Tôi quan trọng khi mình sống, nhắc đến tên mình là những điều tốt, chứ không có scandal hay những gì xấu. Tôi cảm thấy hiện tại cuộc sống của mình đã rất hạnh phúc và ổn định. Mình đi hát cũng được mười mấy năm rồi, có thể tự chọn được chương trình mình tham gia và tự quyết định cuộc sống của mình. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng cân đối công việc và gia đình. Với tôi, con cái là một tài sản quý. Mà khi mình muốn dành thời gian đầu tư vào mình, chỉ muốn con trở thành một người tốt, học hành tới nơi tới chốn và thành công là được. 5 tuổi hả? Vừa rồi nghe nói má mi cho con về Việt Nam, con về con vui không? Thích không? Dạ. Con thích hả? Con thích Việt Nam phải không? Dạ.
Con về Bến Tre quê là quê mẹ chưa? Dạ. Có về không? Dạ có. Dạ có. Rồi con mai mốt con có thích làm ca sĩ như mẹ không con? Dạ. Thích luôn rồi, trời ơi, người ta có đã có tiềm năng luôn kìa, cứ nói là con có tiềm năng. Mai Thiên Vân lần đầu biểu diễn ở Việt Nam. Tháng 9 năm 2022 là lần đầu tiên Mai Thiên Vân về Sài Gòn trình diễn. Cô tâm sự: "Tôi thấy showbiz ở hải ngoại êm đềm hơn ở đây. Đi show gặp nhau, nhưng sau đó mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, thỉnh thoảng mới gặp nhau ở các buổi tiệc, và may mắn là ở hải ngoại, không có sự đào thải dữ dội như ở Việt Nam. Mỗi người có khán giả riêng, và tôi cũng thấy không bị sức ép. Ví dụ ở Mỹ có show theo tour, tức là chỗ này mời mình tháng này, 3 tháng sau họ sẽ mời ca sĩ khác, cứ như thế xoay tour. Tới phiên mình như vậy ai cũng có phần. Chứ một mình thì không thể đi hết, các nơi được mỗi ca sĩ đều có đất diễn riêng của mình. Ngoại trừ nghệ sĩ không còn sự yêu nghề, làm việc không có trách nhiệm nữa, khiến bầu show không làm việc nữa thôi. Còn nếu mình vẫn còn yêu nghề, làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với khán giả còn thương mình, thì mình còn chỗ đứng, chứ không quá cạnh tranh." Mai Thiên Vân chia sẻ, trước đây cô cũng từng hát trong các phòng trà ở Việt Nam, nhưng lúc đó cô thấy mình có nhiều khuyết điểm nên không phát triển được. Còn giờ khi trở lại biểu diễn sau 15 năm, cô cảm thấy thật sự hồi hộp. Mặc dù từng đã hát trước đó rồi, nhưng hoàn cảnh khác nhau. Cô không biết khán giả sẽ đón nhận mình như thế nào với cái tên Mai Thiên Vân. Cô tâm sự, bây giờ Sài Gòn thay đổi khá nhiều, mỗi lần đáp xuống phi trường là cảm xúc của mình lại rộn ràng. Còn như những lần trước mình chỉ đi thăm gia đình thì đỡ lo hơn. Còn lần này là đi show nên tôi thấy áp lực. Không biết tình cảm khán giả thế nào. Đó cũng là lý do mà rất nhiều đơn vị mời tôi về biểu diễn nhưng mình chưa nhận lời. Mỗi lần nhìn thấy xe ôm là nghĩ về mẹ. Ngoài gắn bó với đam mê ca hát, Mai Thiên Vân còn là người phụ nữ có tuổi thơ buồn, ít chia sẻ về gia đình, nên tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà số 105 cũng là lần hiếm hoi Mai Thiên Vân nhắc về người mẹ quá cố. Ru cung bên ngoài gió thổi nam nôn. Mang đầy tâm sự, nữ ca sĩ tiết lộ từng có khoảng thời gian mẹ đi lập nghiệp xa, khi cô chỉ mới 4 tuổi khiến cô rất tủi thân. Cô ngậm ngùi: "Em còn nhớ hoài cái cảnh mà cái ông xe ôm mà ông tới ông chở mẹ ra bến xe đó. Thì cái đó là cái ấn tượng mà nhớ hoài. Lúc đó mình khóc, mình nằm dạ. Thì mình nhớ là mỗi lần mình nhìn thấy ông xe ôm đó là mình không thích nhìn thấy ông. Mà lâu lâu cũng có hay có người này kia hỏi lắm, hỏi là có nhớ mẹ không, rồi cái này kia. Thực sự là em không thích hỏi cái câu đó, tại vì mình rất là khó trả lời. Mình ở xa mẹ thì cái tình cảm của mình nó đâu có gắn bó với mẹ nhiều. Để nói nhớ hẳn thì cũng không hẳn, mà nói không nhớ cũng không phải." Sau này lớn lên, tôi mới nhận ra, không được ở với mẹ khiến mình thiếu nhiều kỹ năng, thiếu sự âu yếm. Nó khiến mình trở thành đứa trẻ không ấm áp như những đứa trẻ khác. Ngày đó phương tiện đi lại khó khăn, mẹ con xa nhau 1 năm thì chỉ có 2 tháng gần gũi. Thời gian nuôi nấng tình cảm không nhiều, mẹ con Mai Thiên Vân dù rất yêu thương đối phương thì cũng không có quá nhiều hành động thể hiện. Đến khi mẹ Mai Thiên Vân phát hiện bị xơ gan cổ trướng, đó là khoảng thời gian khó khăn với cả gia đình vì không đủ tiền chạy chữa thuốc cho mẹ. Những ngày cuối đời, điều mẹ Mai Thiên Vân trăn trở nhất đó là sợ cô hiền quá, đi lấy chồng bị ăn hiếp khi sinh con không có mẹ ruột bên cạnh chăm nom. Nữ ca sĩ bày tỏ, tuổi thơ của tôi không giàu có, dư giả như người ta, nhưng bình an, dễ thương. Thật sự đôi khi mình không có muốn nhìn thấy những cái điều đó, nhưng mà mình phải đối diện. Chắc cả nhà cũng vất vả mà. Đối diện phải đối diện thôi. Thì em là cái người ngồi chứng kiến mẹ giống như mất từ từ đó. Mình phải đối diện cho cái điều đó, nó làm cho mình nhớ hoài là vậy. Hiện tại, Mai Thiên Vân đang sống cùng chồng và con gái 3 tuổi. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc con, nhưng cũng chưa bao giờ ngừng đam mê nghệ thuật. Nữ ca sĩ đầu tư thu âm và phát hành trên kênh YouTube riêng để thỏa máu ca hát. Trăng anh trăng khuya dần, thức trắng canh thâu mãi làm cô nhau. Người ta chắc chắn là thương, đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn. Với ca sĩ Mai Thiên Vân, cuộc sống hiện tại đã đủ khiến cô mãn nguyện.
Do chính vì quá vô tư và cũng là sống đơn giản đó chị Nga, nên là em cũng không có mong cầu cái gì hơn. Mình chỉ thấy được những cái hạnh phúc hiện tại thôi. Tôi có một gia đình êm ấm, vẫn còn được khán giả yêu thương, đó là cái hạnh phúc rồi. Ước nguyện của tôi là thu những bài hát ngày xưa, những bài thánh ca, để lại tiếng hát của mình cho cuộc sống.